Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào khách trên mọi miền quốc. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thì bên em hôm nay lại tiếp tục cập bến được một dòng vang X12. Thì dòng này thật sự các bác là đã lâu lắm rồi, ít khi em đã gặp được những cái nô mà nó đẹp như thế này. Mà dòng này nó là dòng của hãng, thương hiệu của DK King. Nên là nó rất là ít, nó không có nhiều như là những cái dòng hãng khác. Dòng này thì được sản phẩm chính hãng của thương hiệu của hãng DK King. Nhớ các bác nhá, thương hiệu của DK King người ta đặt làm. Nên là các bác đã biết về những cái dòng hãng DK King như là đẩy NA, DK King và loa DK King, thì nó là một tập đoàn rất là lớn, lớn mạnh. Nên là tất cả những cái linh kiện, các chất lượng của nó thì thật sự các bác cũng không cần phải bàn đến rồi. Và con này đặc biệt thì những cái bản tiêu chuẩn, bản xịn sò, đẹp thì nó đều là sử dụng là những cái dòng IC, những con IC, PCM. Đấy, thì một dòng này là dòng sở hữu IC PCM nhé các bác nhé. Còn chip thì vẫn là chạy dòng chip Analog Device 21489 nhé các bác nhé. Đấy, Analog Device 21489. Nói chung là hàng bản xịn sò, bao giờ các bác nhìn lên những cái thông số, những cái mã của nó đấy, rất là rõ ràng luôn, nét như Sony. Đấy, và nó không bị mờ nhòe. Đấy, nó nét, nói chung là các bác nhìn những cái này nhìn nó khôn, linh kiện nó khôn. Đấy, em sẽ quay, em sẽ zoom lên để các bác xem cái con. Đấy, đây là những con IC đấy, PCM. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, IC tiếng ấy, PCM ấy. Đấy, nói chung là những cái dòng hàng hãng ấy, hàng hãng mà hàng xịn sò đấy, thì chính hãng thì bao giờ linh kiện nó cũng khôn. Và nó sở hữu là những cái dòng, những cái con chip mà nó xịn hơn. Đấy, các bác nhìn nó có một cái gì đó nó rất là khôn. Đấy, nó không như là những cái dòng tên tuổi hãng khác. Đấy, mà cái dòng hãng của DK King ấy, thì thật sự các bác là nó làm một mình một kiểu cho con nhá. Đấy, nên là không ai có thể mà làm nhái được cả. Đấy, một mình một kiểu luôn. Cái này nếu mà ví dụ như là bên nào mà làm nhái đấy, thì bên hãng DK King thì người ta mà biết được là người ta phạt ngay. Đấy, vì là cái này nó là bản quyền này, bản quyền của hãng thương hiệu DK King. Kể cả những cái tai của nó thế. Đấy, các bác nhìn những cái con vang của nó nhìn rất là dị luôn. Đấy, chỉ có những cái hãng DK King thì nó mới làm được ra những cái kiểu dáng mà nó dị dạng như này, mà nó đẹp như này. Đấy, nhớ các bác nhá. Còn những cái hãng khác là không bao giờ dám. Kể cả ví dụ như là anh em, vì là hàng, những cái hàng đồ điện tử này các bác có thể nhiều anh em là đặt được ở bên kia, có nghĩa đặt mã sản phẩm và đặt làm được, nhưng mà không thể nhãi được y hệt như thế này nha các bác nhá. Đây là một con vàng hãng, chính hãng của DK King. Đấy, ví dụ như là một anh em nào khác, một công ty nào khác mà làm cũng một con y như thế này, thì thật sự với các bác là nếu mà linh kiện nó không phải là 100% là sẽ bị phạt ngay. Đấy, và những cái dòng này thì thật sự là nó làm độc quyền rồi. Đấy, nên là không ai có thể làm ra được những cái hàng nhái được như gọi là những con DK King thì được. Đấy, đây em tháo cả đây đây cho các bác xem cái nguồn nó nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái nguồn nó cũng rất là khôn luôn. Đấy, đấy, đây là hàng bãi xịn chuẩn 100% cho các bác nha các bác nhá. Đấy, và các bác nhìn những cái ốc này của nó. À, những cái tín hiệu này, cái cổng cắm tín hiệu này. Đấy, của nó là bằng đồng, nhưng mà các bác nhìn cái đồng của nó rất là dày, nó không như là cái những cái loại đồng khác, những cái loại mà đồng mà kiểu như là nó cái đồng nó mỏng dính, mà nó đồng nó gọi là đồng loại mấy đấy, đồng nó có nhiều loại đồng lắm nha các bác nhá. Đấy, mạ này. Đấy, nhưng mà đây em không biết là nó là đồng hay là nó trông như nó như là vàng ấy, mạ vàng phải, nó rất là sáng nha các bác nhá. Đấy, và nó sáng, trông nó rất là khôn. Đấy, vì là cái những cái hàng bãi này thì các bác nhìn này, những cái con âm ly âm điếc là những cái rắc chân đồng này, đa phần là nó hay mạ vàng ấy, như là những cái này em nghi là khả năng là cái này nó mạ vàng chứ không phải mạ là bằng đồng đâu, trông nó sáng quắc luôn, nó sáng khôn luôn các bác nhá. Đấy, sáng khôn luôn. Đấy, đấy, còn đây tất cả những cái chân này của nó thế. Đấy, sáng quắc luôn. Đấy, mà cái mạ của nó, cái lớp mạ của nó nhìn nó trông rất là khôn, và nó trông nó dày dặn.
đấy, chứ nó không như là những cái mạ kiểu như là đời mới bây giờ. Đời mới giờ các bác nhìn cái mạ nó nhìn nó khác hẳn luôn. Em cái dòng vang X12 này em có bán cái dòng vang mới, nhưng mà để mà cái so sánh cái chất mạ cái con này với chất mạ cái vang mới thì thật sự các bác là những hàng bãi này nó sẽ chất lượng hơn là nhiều. Đấy, chất lượng đấy là em nói luôn. Đấy, vang X12 mới em về gọi là mấy trăm con luôn. Đấy các bác nhìn kênh em, các bác nhìn thì biết. Đấy, em thì có cái gì em nói luôn. Đấy, em bán X12 rất là nhiều luôn. Đấy, nhưng mà cái hàng mới đấy em nhìn cái mạ nó cũng cảm giác nó ngu kiểu gì, nó không được xịn sò như là cái hàng bãi này. Hàng bãi nhìn cái mạ nó rất là khôn, có nghĩa là cái chất mạ của nó cực kỳ là nó rất là đanh ý. Có nghĩa là rất là đanh. Đấy, linh kiện này các bác nhìn này. Đấy, cực kỳ là khôn luôn. Dòng X12 này thì thật sự các bác từ trước giờ rồi, rất là nhiều anh em ở trên thị trường và các bác đã gọi là trải nghiệm qua rồi. Tiếng của nó rất là dày. Nhưng các bác nhá, tiếng cực kỳ là dày luôn. Các bác nghe nhạc những cái dòng này thì không phải nghĩ rồi. Nhạc của nó rất là chi tiết. Đấy. Và tiếng echo thì vượt của nó cực kỳ là dẻo luôn, rất là dẻo và quyện. Đấy. Các bác mua X12 bãi các bác nhìn rất là nhiều những cái loại hãng. Đấy, đa phần là hãng kiểu như là anh em người ta đặt tên ấy, người ta làm ấy, nhưng mà để mà những cái hãng thương hiệu của DK này không ai có thể làm nhái được nha các bác nhá. Đấy. Nó là hàng độc quyền bản quyền luôn. Đấy. Chỉ có dòng của DK King nó mới có được cái những cái con vang nó kiểu dáng điệu đà như này. Còn các bác xem những cái tên khác nhá, những cái tên hãng khác đấy, đủ các loại tên đấy, JK hay là ABC đủ các kiểu, mặt đen mặt vàng đấy, nhưng mà không có một con nào nó làm kiểu như bo được như cái này. Chỉ có mỗi cái con DK King mà chỉ có làm chuẩn màu xanh như này nhé các bác nhá. Cái loại này nó sẽ không có màu đen, nó cũng sẽ không có cái màu vàng gold, chỉ có màu xanh này thôi. Kể cả cái dòng vang X X8 vậy đấy, con này nó có một mã như thế này, nhưng mà của nó là ruột X8 đấy, không phải X12 đấy. Nhưng mà nô này của em thì là X12. X12 thì nó sẽ có cổng quang các bác nhé, cổng quang đấy, đường tín hiệu ra thì nó cũng rất là nhiều đấy. Sẽ có một cổng live stream này đấy, đường ra loa chính này, man R man N này đấy, cổng center này, sub này đấy, cổng surround này, hai cổng surround đấy, và hai mic đằng sau đấy, hai mic chỉnh riêng biệt, mic AB nha các bác nhá. Đấy, đằng trước là ba cổng mic đấy, và thiết kế của nó thì cũng nói chung là không giống ai cả đấy, một mình một kiểu luôn. Và cái kiểu dáng em nhìn cũng thấy rất là đẹp, nói chung là độc và đẹp đấy. Nô này của em về xuất sắc luôn, nô này về gần 40 con nhé các bác nhá, đẹp xuất sắc. Nói chung là rất ít khi mà được những cái đôi như ở những cái lô vang mà nó đẹp như này đấy. Dòng này về chất âm thì thật sự các bác là các bác đã chơi được những cái dòng vang X12 hoặc X5 và những hãng khác rồi, thì các bác nào mà trải nghiệm sang cái này thì em dám bao hay cho các bác, cam kết cho các bác là bao hay, không hay không lấy tiền nha các bác nhé. Vì con này nó chạy IC tiếng là PCM nha các bác nhé. Dòng IC tiếng PCM là một dòng IC rất là đắt rồi nha các bác nhé, đắt và xịn xò nhất trong các dòng vang rồi. Đấy. Cái dòng này thì các bác cứ lên mạng các bác tìm hiểu cái dòng vang, những con nào mà chạy chip PCM ấy là rất là chất lượng luôn. Đấy, và cái dòng nó ít, nó không có nhiều. Đấy. Nô này thì thật sự các bác là em về thì trong cái thời gian đợt này thì thật sự các bác là giá nó cũng hơi lên một chút. Trước những cái dòng này thì cách đây tầm 2 năm thì em cũng có bán những cái dòng này. Thì nói chung là thời điểm đấy thì vang số nó vẫn là rẻ, thì nó chỉ rơi tầm độ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 6 một con thôi. Đấy. Nhưng mà đợt này thì thật sự các bác là vang bây giờ nó lên lắm, nhất là những cái dòng vang X này, anh em gọi săn đoán chơi rất là nhiều. Đấy, vì tiếng của nó dày dặn hơn là những cái dòng Siso. Đấy, nên là rất là nhiều anh em gọi là chuyển sang chơi dòng X. Đấy, nên là tự in giá bây giờ là rất là nhiều anh em buôn, nên là tự in giá nó là độn lên rất là nhiều. Đấy. Nên là những cái dòng như này thì bên em đang bán thì cũng có một cái giá cũng rất là tốt và ưu ái nhất cho các bác. Giá hiện tại trong thời điểm bây giờ là 4 triệu nha các bác nhá. Các bác là chuyển khoản hết bao ship, còn không chuyển khoản đặt cọc thì bên bác sẽ sang kênh, các bác sẽ chịu tiền ship đấy. Còn hàng thì em sẽ cam kết cho các bác là hàng zin 100% về đây, vì này em về một lô này thật sự các bác là không lỗi một con nào cả cho các bác nhá. Đấy, đẹp gọi như trong tranh luôn đấy, đẹp gọi là xuất sắc ấy nha các bác nhá. Đấy, thỉnh thoảng ví dụ như ở cái tay này nó bị hơi bị xước một tí này thôi, nhưng mà cái xước này thì không đáng ngại nha các bác nhá. Đấy thì cũng không thể tránh được. Đấy, ví dụ như cái tay nó thì xước bé bé như thế này, còn mặt mũi còn rất là đẹp.
Đấy. Nói chung là dòng này thì các bác em cũng khuyên thật các bác là cố mà nên mà chơi đấy, bỏ ra một đồng tiền nó xứng đáng cái đồng tiền của mình đấy. Chơi những dòng vàng này thì các bác thì thật sự luôn là không muốn chơi những sang những cái dòng vàng khác nữa, vì dòng này quá là hay rồi đấy. Hoặc là các bác chơi 5-10 năm nữa cũng không giờ lỗ thời đấy. Chất âm thì rất là hay, cái này thì sau video sau thì em sẽ test cái chất âm để em kiểm tra kiểm chứng để em thử cho các bác, để các bác xem nghe đấy về chất âm, về cái chất echo reverb để xem có quyện không đấy. Nhưng mà khẳng định các bác 100% vì nó là dòng vàng hãng, vàng chính hãng các bác nhá. Đấy. Nên là các bác khi đi mua vàng X12 thì các bác nên tham chịu khó tham khảo đấy, những cái dòng vàng chính hãng thì các bác nên mua, còn nó không chính hãng mà nói chung là nó có loằn toàn là vằn ấy thì tốt hết là các bác phải nghiên cứu lại, vì nó cũng rất là nhiều anh em trên thị trường bán. Quan trọng nó hàng nó phải chất lượng, bỏ cái đồng tiền nó phải mua được những cái giá trị sản phẩm nó đúng với lại cái mức tiền của mình bỏ ra đấy, thì các bác chơi nó mới sướng. Chứ còn chơi mà những cái hàng của nó ba năng nhăng ý, thật sự các bác là tốt hết là được, không được mua làm gì cả đấy, phí tiền nào. Đấy thì thôi thì cái video này em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm ghé qua kênh Audio Minh Nguyễn, và các bác nào cần liên hệ đặt hàng hoặc là cần tư vấn hỗ trợ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0985 778 338 và 0937 34 8386, em ở số 89 đường Hoàng Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Thế thì bác nào yêu quý kênh thì hãy để lại cho em một vài dấu like, nhớ đăng ký và chia sẻ để làm sao nhận được những cái video, những cái mặt hàng mới nhất ở bên em là cập nhật hàng ngày đưa lên để cho các bác được nghiên cứu. Sau đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.